đang làm cũng không yên một bên. Ghê ghê ghê. Nói cho cùng thì sáng giờ tới giờ đi làm rồi thì không có ấy được, mà có nghe rõ không Nghe con nghe rõ. con? Ok thì theo tao biết á, thì hầu như tất cả những cái chuyện mà biến động trong cái chuyện mà phá rào rồi về quê đó là do cái đám chống phá ở bên này nó xúi giục. Thế thôi, cái chuyện là chuyện trước mắt mình biết vậy. Thì ok, tôi nói một cái vấn đề ngày hôm qua chưa, tôi coi được một cái like của bên trại TV, nó phỏng vấn mấy người Black, cái like này nó lâu rồi. Thì nhưng mà thì người ta cái thằng ông Black nó mới nói là nó không có giấy tờ gì cả, rồi hiện giờ nó không được chu cấp gì cả. Mày coi cái này không, tức kêu là người Chưa, của cô Black chưa của Mỹ coi. á. Tao rất là nghe đùng một cái con người ta đi qua nước Mỹ không bao giờ có câu chuyện mà qua cái thằng ông Black liền cả, ít nhất á cũng phải 10 năm 20 năm sau làm ăn các cái đàng hoàng xong rồi thì bắt đầu mới vì hoàn cảnh gì đó không cần biết, vì vợ bỏ con đau hay cái chó gì cần biết thì bắt đầu mới ra khỏi nhà mới 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 bị homeless hoặc thất nghiệp mới bị homeless. Nhưng mà mày phải hiểu, một mình phải hiểu cái điều này, trước khi trở thành homeless thì người ta cũng là một người công dân hợp pháp ở Hoa Kỳ ta mới được đó, và người ta đi làm, người ta đóng thuế, mày hiểu không? Rồi. Mà khi đóng thuế thì đương nhiên ta cũng có quyền lợi, nhưng mà ở đây khi đóng thuế rồi mà trở thành homeless thì nó cũng chẳng có quyền lợi con mẹ gì cả, có nhiều đứa không có một cái gì hết, bởi vậy mới ra nhà, có nhiều người đói trên bới rác để mà kiếm sống. Để tao nói cho mày nghe, cái đó là khác biệt hoàn toàn ở Việt Nam. Cái người dân Việt Nam hầu như không biết đóng thuế là cái gì mà hay đòi hỏi cái soi sánh nước Mỹ. Cái chuyện đó mình có lại chuyện tức cười. Hôm nay tao mới phân tích cho tụi bay nghe cái gì này. Homeless ở nước Mỹ đã có một thời gian làm việc, tất cả tao nói mày rồi, tất cả mọi người sống trên đất Mỹ đều phải đóng thuế. Và tao nhắc một điều là trước khi trở thành homeless thì cái người đó là con cũng đã từng đóng thuế cho nhà nước Đóng rồi, thuế cho chính phủ. đúng không? Nhưng khi họ trở thành không nhà không cửa thì họ ngược lại họ bị bạc đãi, có nghĩa là họ không có con mẹ gì Không có quyền lợi gì hết, không được hưởng quyền lợi gì không hết. có, là không có gì cả, cái ăn cũng không có, tiền cũng không có luôn, cái gì mới rác mà đó. Cái đó tôi muốn nói được cái điều đó, ở đây người Việt Nam mình không có đóng một đồng bạc cắt nào cho nhà nước cả, mà khi có chuyện gì xảy ra lại hay đòi hỏi, hay réo gọi họ, hay phân bì. Ồ, mẹ mấy nước kia nó cho tiền này kia đủ, mẹ còn nước mình không cho đủ, mình lo từ A tới Z còn gì, lo từ nơi chỗ nó tắm dưới sáng giờ tụi mày nói hết rồi, ta không còn phải nói lại nữa, từ ăn uống khăn cộ đi đường, nói chung là tất tần tật, thậm chí tiền mặt nữa, mà trong khi đó nó có đóng được bạc thuế là đâu, thấy chưa? Thấy rõ là hai cái khác cực khác nhau, thấy chưa? Còn homeless ở Mỹ thì thôi, ta nói rồi, trước khi trở thành homeless thì cũng phải làm việc bất cứ anh làm nghề gì, kể cả anh phụ bếp, anh làm nhà hàng cái gì đó, khi anh nhận cái cách ra anh cũng phải đóng thuế, nói chung là tất thành tật hại đóng thuế. Thì trước khi trở thành homeless thì anh cũng đã từng đóng thuế cho nhà nước chính phủ Mỹ, nhưng mà khi mà anh bị thất cơ lỡ vận, sa cơ thất thế, trở thành không nhà không cửa thì ngược lại không được một trợ giúp gì cả. Có những cái phim mà tụi nó quay nó có những cái như ông Phượng nói, người ta nhiều cá hàng mấy chục cây số homeless trải dài ra ngoài đường, hiện giờ thì tình trạng homeless của nước Mỹ nó khủng khiếp rồi. Đó là những người đó mà được nhà nước Mỹ bỏ bỏ mặt đó. Đến thứ nhất, đến thứ hai nữa là hiện hôm nay cái số ca tử vong bên Mỹ là trên 700.000 người rồi, mà thấy con số khủng khiếp chưa đó. Thì ở đây nó mày chết mặt bay, nó kêu mày không chết phải kệ cha mày đủ mấy cái, còn mày không ở đây. Tôi nói mày nghe, ở đây đó, cái chính trị bị nó đang đấu đá nhau, và người dân á đủ mày muốn nghe đầu nghe mày chết chết kệ cha mày, mày ép mới chết đại đây, không có sự cưỡng bắt. Ai cũng hiểu là cái Covid-19 này rất là nguy hiểm, lây lan kinh khủng, cái đó là cái gương trước mắt. Mỹ một, Ấn Độ là hai, rồi ý là nói chung là tất tần tật ở trên thế giới này đều bị không, người ta không phải là không được, không không có mắt, người ta không thấy, người ta thấy
và người ta nghe, người ta không có là đuôi. Nghĩa là thì cái người dân Việt Nam á, mình được cái nhà nước mình mà lo như vậy, ta thấy hình như là hầu như là số một thế giới rồi. Kể cả cái thằng Homeless mà cái thằng mà phố Wi-Fi TV á, nó cũng nói chỉ có nhà nước Việt Nam là lo cho dân người tốt, số một thế giới, ngoài ra không có ai, không có đất nước nào mà như đất nước Việt Nam cả. À, đó là một bố con mới xem một cái tin ở bên nước Mỹ, nếu mà rất là chấn động, nhưng mà theo bố nghe chưa, tức là những bên đó đó, đội ngũ y tế đó, những người gọi là tuyến đầu đó, đúng không, những người mà chăm sóc y tế bây giờ lại là những đối tượng bị truy sát, đúng rồi, giống như bị thù địch, bị thù địch, bị chống phá, bị thù địch, bị đánh, bị này bị kia luôn, đúng không? Nó ngược ngạo, đúng rồi. Có nghĩa là hiện giờ những người nào mà không chỉ trích ra, không chỉ trích vaccine thì nó nói là cái đó là quyền tự do cá nhân của nó, mà nó đồng hiểu rằng nếu nó không, nó ngược ngạo vô cùng và cái lý lẽ rất ư là buồn cười, nhưng mà nhiều khi mà nói ra thì tụi nó nói tại sao ta ở Mỹ rồi tao hay nói xấu Mỹ, nhưng thực chất rõ ràng có nhiều cái rất ư là buồn cười, mình không thể nào lý giải nổi. Có nghĩa là khi anh không chích ngừa, tức là anh dễ dàng bị nhiễm bệnh, mà anh nhiễm bệnh thì anh sẽ lây lan, mày hiểu tôi nói không? Dạ. Khổ vậy đó. Nhưng mà mình không, ta không nói chuyện nước Mỹ, mà tôi chỉ lấy nước Mỹ ra làm một cái ví dụ thôi, chứ ta không muốn lấy nước Mỹ, bởi nước Mỹ nó bây giờ thì nó bê bối quá rồi, ta không cần phải nói chuyện tụi Mỹ nữa. Và ta nhắc lại người bữa nay là số chết theo ca tử vong là trên 700.000 người, mày nhớ chỉ còn 700.000 người chứ không phải là 120.000 người. 700.000 người, hơn nửa triệu triệu rồi. Thì những cái mình cũng không cắt được của người dân mình, cái người biết mình không nhận gì đó. Có mình mới nói là cái điều dân trí người Việt Nam mình còn quá thấp. Cũng hay đó, có một bức hình rất là chấn động, và tao ngồi tao buồn cười hoài. Không biết bị có bà kia bị gì không? Mới vô đồn công an, mà vô trong đồn công an thì còn ngồi chắp tay lại thiền mới là ghê. Mê tín dị ra rồi đủ trò đủ má, có nhiều người không chỉ chích ngừa chỉ còn cầu Phật, cầu Chúa, cầu Phật để mà hết là coi như là virus là không được người xâm nhập vào cơ thể. Nói chuyện rất ư, còn bà thì nói tao tắm ngày 6 lần làm gì có virus được. Nói chung là thấy cái buồn cười, ta thấy cái buồn cười thì tắt thì sao được, tắt thì sao được. Nếu mà người ta không có trình độ hiểu biết thì mình không nói, còn cái này hầu như hồng thần tao không biết gì. Người ta chỉ biết dị ra người cầu thánh, cầu thần, cầu Chúa, cầu Phật thôi. Nó buồn cười chứ đó. Cái đó là gì? Đó là một cái mình chỉ buồn cái điều là người Việt mình á, nó vẫn còn lạc hậu quá, lạc hậu. Có một số người rất là lạc hậu, vẫn mê tín dị đoan, vẫn mê này kia, họ không theo kịp của phát triển của thế giới. Dạ. Đó. Nó buồn cười thế thôi, còn bây giờ nói gì đâu. Bây giờ mà nói cho lắm vào mà họ không nghe, họ cũng không nghe thôi. Hiểu không? Dạ. Thì tôi vì cái đó là vì cái đó ta phải nói cái điều này rất không ai về mình. Bây giờ tao thằng thế tao phải bào cà rốt, thấy chưa, khổ lắm đủ. cho tụi bay coi luôn rồi, cho tụi bay coi luôn. Thì em phải nói nha, ông xui bắt luôn chịu. Thì tao nói cho mày nghe, nói gì thì nói thì khách con nói hết rồi, tao không cần phải phân biệt lại. Chỉ có những cái thành phần mà tao nói rồi, 90% chứ 99% những cái sự nổi loạn của dân chúng mà than đói, than nghèo, than khổ là do tụi kia xích động, do tụi kia xác động, thế thôi. Yeah. À, thành ra bây giờ tôi nói cho bạn nghe, tất cả những cái hàng hình mà cảm thấy là chống bán, hoặc là có những cái okay, bạn không tốt thì đất nước, rồi đủ má cấm lên sóng luôn, cấm họng cho. Bởi vì khi mày mở, mày mời nó lên, hoặc là mày, thì chính mày đã mở cửa cho nó nói, mà nó nói yeah. Thì không bao giờ tốt cả, không bao giờ tốt, không có gì tốt cả. Thế nên là ra tao sẽ rất ghét bực mình, nhiều khi tao chán, tao cũng lên là cái chỗ đó. Mình nói nhiều khi mình nói lời thật á, thì má chụp chụp tụi nó nói mình nói mình nói kia phiền. Bây giờ tao tới giờ làm việc rồi mà bắt tao lên live, tao không nói gì được nữa đâu. Dạ okay. Yeah, ok bố, có ai việc đang muốn lên nữa, ok rồi, bố. Rồi. Cảm ơn bố nha.